hôm nay cũng đã đông trở lại rồi nha. Nhưng mà người dân, người vẫn còn bịt khẩu trang. Rồi, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Sông Quê TV. Chúc các bạn một buổi sáng tốt lành và nhiều điểm phúc nhé. Hôm nay cả nhà mình đi chợ mua chuột về để làm món chuột xào. Rồi mời các bạn cùng xem tôi chơi nhé. Chuột mỡ không vậy? Chuột mập không? Dạ, lại cô ba mua hành đó vậy? Lại cô ba đó. Rồi con mua bánh gì mua đi. Mua bánh gì? Bé vào phát đòi ăn bánh nè. Không biết ăn bánh gì đây. Ăn chắc ăn kẹo quá à. Rồi mua đó gì? Cái đó con ăn được không? À, mua mớ phai vậy? Phai lang thấy cũng ngon quá kìa. Phai này về rửa sơ là luộc luôn được rồi. Không có sình. Lấy củ cô có bột quá vậy? Cô bự ra được không? Với số 82 mua tờ cầu cầu mai. Ba trái 10.000 chơi. Bắp ba trái 10k. Mua bắp đi về ăn sáng. Có cái nhựa này không chị? Đừng chạy con. Bông trang màu hồng quá đẹp luôn. Hôm nay con sông nhà mình ít ra ghe chạy các bạn ơi. Rất là yên tĩnh, nước chảy nhưng mà yên tĩnh nha. Hôm nay làm clip á, cho các bạn xem á, thì có lý rồi nha. Không có ồn ào. Vài bữa nước lớn á các bạn, mình sẽ đặt cái lú cho đó đó, sẽ kiếm cá ăn hàng ngày. Hôm nay mình đi chợ mua chuột về xào hành. Đây là mình mua được 1 ký chuột. Chuột cái này béo lắm, mỡ luôn à. Đây là hành, đây là lẩu đũa để chiều ăn. Đây là hành để mình xào chuột. Rồi mua được một ít khoai lang để luộc chưa ăn. Mình đậu khoai lang tím này. Khoai lang của bột vậy? Khoai lang bột. Vì Đào Phát với Đạt thì ăn chuột chiên sớt hả? Buổi sáng mình đi chợ thì thấy chuột bé quá. Thì kêu bà xã mình mua mớ chuột này các bạn. Mở không à? Chuột xào hành là ăn cơm ngon lắm. Ăn bởi nồi cơm đó. Các bạn thấy không? Chuột quá béo luôn nè các bạn. Mở không luôn nè. Chút cho mình xào mở. Chút mình xào vậy là mình đâu có bỏ mở vô. Bỏ trong khử tỏi đâu được. Cũng phải bỏ trong mấy khử tỏi chứ. Bỏ miếng. Bỏ miếng thôi chứ hôm ba chuột nó ra mỡ cũng nhiều. Hôm rồi cũng lâu quá rồi chưa có ăn chuột xào hành. Hôm nay hai vợ chồng mình làm món chuột xào hành cho các bạn thưởng thức nha.
Hành bữa nay mua nhiêu ký vậy? 25.000 ký. Rồi, hành bữa nay lên giá hả? Bữa nay mắc lại rồi. Hôm bữa có 10.000 nè. 10.000 bó luôn. Hiện tại bây giờ mình ướp muối xả cho bé Phát và bé Hòa Đạt ăn. Ướp muối nhẹ, không dám ướp muối nhiều nữa. Bột ngọt cũng vậy, cũng tí thôi. Thịt vừa xả. Muối nè. Trộn cho nó tan đi. Mình lật hành sơ rồi bây giờ tới bà xã mình tiễn rửa sạch lại cái nữa cho an toàn. Cộng nào cũng lấy xanh tươi ha. Hành mới đi. Hành mới mình xào nó giòn nó ngon hơn. Yeah. Mua được 1,5 kg phai, bây giờ mình rửa sơ lại. Rồi xong rồi mình luộc để dành chưa chưa buồn buồn miệng lấy ra ăn. Phai này nó không có sình ha, chứ mấy cái phai trắng á về rửa chặn ai. Hết luôn hả? Hết hành luôn đi cho nó ngon. Cho có bỏi nhiều. Hành này sao nó teo lại đâu có nhiều đâu. Sáng giờ mua 1 ký hay nửa ký? Các bạn thấy chuột mỡ ươm ghê luôn không? Chút xíu bà xã mình sẽ xào. Xào với hành nè các bạn. Bà xã mình sắc được mớ hành nè. Hành lá. Trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ luộc phai trước nha các bạn. Bỏ mấy củ bự dưới. Mình thấy củ nào cũng như củ nấy. Luộc phai rồi xong mà để nguội cái ăn cơm xong cái mình ăn bậy ăn củ hay củ chơi. Bỏ vô bề miếng muối vậy các bạn, muối cục cho nó ngọt. Khoai chín rồi nè, nấu nó nứt kìa hết. Ui da nó. Trời, vậy cầm đũa cũng nóng nữa hả? Đụng vô cái nồi á, vậy cầm đũa gì nóng. Vậy là khoai đã chín rồi. Bây giờ mình chuẩn bị chiên chuột và xào chuột ăn cơm. Bây giờ bà xã mình gấp ra để cho nó nguội nguội. Nguội nó dẻ lại á, mình ăn mới ngon nha các bạn. Nó nguội nó dẻ lại. Chút xíu hai vợ chồng mình ăn cơm xong rồi sẽ mời các bạn ăn phai nha. Củ này cũng nở khét khét nè. Cái nào ở dưới đít là nó có khét ăn nó thơm. Thơm. Bây giờ là hai vợ chồng mình, một bà xã mình á thì xào chuột. Còn mình á thì chiên chuột nha các bạn. Mỗi người món nha. Coi ai chín trước nha. Ba hay bốn đi. Sáng này là cho nó bốn đi. Cái thứ tỏi nha. Cái vàng đó vậy. Hình như mình có bỏ nước màu không vậy? Hai chồng mình xào là bỏ nước màu nha các bạn. Bỏ nước màu cho nó nhìn cho nó bắt mắt nha. Bỏ một tí nước màu vô. Cái này mình xào này khoảng nửa ký không? Không tới hả? Có 400g à? Có 400g à?
chưa đỏ ha, xem ha. Chuột này xào cũng mau ăn lắm. Khoảng chừng 15 phút. Chừng 15 phút là chín rồi. Xào nhanh hơn chiên. Chưa vô mấy nước mắm. Nước mắm ha, vợ chồng mình xài cay không nha các bạn. Xào này phải đường nhiều chút. Đường nhiều nó ngọt ha. Nó ngọt ngọt ha. Đâu để muối phải không? Để nước mắm này rồi mà đâu để muối chi? Mình qua đây mình thăm cái chuột nè. Chưa vàng. Chút xíu nó mới vàng. Lỡ chở bời hết luôn. Chuột xào giờ này đã đẹp rồi nha các bạn. Chuẩn bị bỏ hành vô nha. Chín rồi đó. Bỏ gốc hành chứ. Tại gốc hành nó lâu chín. Xào cho gốc nó chín rồi đó. Mình bỏ cái đoạn ra. Bỏ lá vô. Bỏ lá vô là như nửa lần nhắc xuống ha. Bỏ lá vô mình xào cho nó xẹt. Chuột bên kia chắc cũng vàng rồi nha. Chín rồi. Rồi vàng rồi. Tắt lửa nè. Tắt lửa rồi phải không? Dở hai tay luôn. Làm luôn kịp kịp nha. Dĩa chuột để chiên xong rồi nha các bạn. Rồi mình sẽ đem ra cho hai đứa nhỏ trước nha. Ít quá không? Ít quá không vậy? Đủ nhỏ ăn không? Chuột xào được. Đã ăn cũng xào được ha. Chuột xào hành. Rất ngon và bắt mắt. Cái gì tắt này nha? Chắc hành biên nữa. Rồi mời các bạn dùng cơm với hai chồng mình và hai bé cháu nha. Ngon lắm các bạn ơi. Ơi. Đây là xé cái đùi cho cô Phát. Xé cho cô Phát đi. Cái mình nè, nó xé cái mình nè. Vẫn là bà xã mình phải ăn mắm nha các bạn. Mắm mắm ruột nè. Mắm ruột mà có con mắm nữa nè. Ăn chuột mà mẹ con ăn mắm thêm nữa. Mắm này mắm ruột cái linh. Ăn nó mặn mặn. Cho em đi nước nữa. Chuột hôm nay rất ngon nha các bạn. Rất béo nha. Miếng thịt chuột nè, các bạn thấy không? Mở tôm chưa nè. Rồi. Đậm miếng này. Thank you.
một chỗ ngon, mở không? Rất ngon. Trồng nhìn mớ cay dữ à. Nhưng mà cay mà trồng còn cắn à. Cay dữ quá. Cái gì cay? Cái mắm cái gì? Có ăn gì nó cay nữa. Ờ, cay đâu có. Tao ăn cay quen rồi. Ngon con này con nhìn bỏ kia cho nó cay cay. Ăn lộn nhớ, cay nó chết. Bữa ăn ăn mì cay của mẹ nó cay dữ. Tao bây giờ nhớ, bây giờ ăn mì đó. Phát à, nghỉ con. Tính ra là hai chồng mình ăn là cả 400 gram chuột các bạn, xào ra thấy cũng nhiều nào. Hai chồng mình ăn cơm đó no nha các bạn. Rồi bây giờ chuyển qua ăn 7 miếng phai, mời các bạn ăn miếng phai chơi nha. Còn mớ chuột này á thì chắc chiều nay ăn tiếp. Hai chồng sáng ăn hết rồi. Mời các bạn dùng miếng phai nha. Vậy củ phai ăn chơi nha các bạn. Nè, giờ xử lý củ đi. Coi cho vừa ăn không? Ngọt hay là mặn? Phai mà mặn thôi vậy. Nãy chồng để muối đó. Nếu muối cũng vừa vừa thôi, nhưng mà để mặn luôn không thôi chua. Khoai tím. Rồi mời các bạn nha. Phái ăn sang là sáng ăn phai, còn này hai chồng mình á là chưa ăn phai. Đúng không? Cái này á nó ngọt vừa nha các bạn. Các bạn nào á nếu mà tóm lại á thì các bạn nào muốn phái ngọt thì mình tránh đường thêm. Phải
con này có thể là để sáng mai ăn được luôn vậy? Sáng mai nhiều không? Không. Cảm giác giờ ăn phai sao, có bị mắc nghẹn không? Không. Nó ăn từ từ, biểu chồng ăn cho nhiều. Có củ phai khét nó ngon đó, mà giờ ăn hết nổi các bạn ơi. À, mới ăn cơm xong, mình ăn mới ăn cơm xong cũng 3 chén cơm, bà xã mình cũng tầm 3 chén cơm rồi ăn thêm củ phai nữa. Rồi cũng no quá no rồi các bạn ơi. Mình hai chồng mình với hai cháu xin kết thúc video tại đây nha. Hẹn các bạn những video tiếp theo nhé. Rồi các bạn xem xong, nếu mà thấy video hay á thì nhớ bấm like, share và nhớ bấm nút đăng ký kênh ủng hộ kênh mình nhé. Phai cũng có lâu. Rồi hai chồng mình xin tạm biệt các bạn nha.